Hôm qua MV nữa, bọn mình có ngủ đâu. Bọn mình đêm hôm trước không có ngủ được. Lên hai anh em chợt mắt lên hai anh em họ hỏi nhau đều lòi ra mỗi người ngủ được chắc được 45 phút 1 tiếng gì đó. Có khi chưa đến anh ạ, tại vì thường là mình nghĩ là tại khi ngủ á mình tỉnh lại mình nghĩ là mình ngủ rất là nhiều. Nhưng là ra mình ngủ có 5-10 phút là thật mà nhiều khi là mình cứ bị ảo tưởng sức mạnh. ATSM cái cảm giác của anh lúc hôm đó mắc cười lắm. Nè anh đắp mền lại, anh chuẩn bị đắp mền lại, anh khó ngủ quá xong rồi thôi ráng ngủ nhắm mắt lại xong rồi mở ra là Mika alo Nam ơi đi quay kiểu cho mắt thức dậy luôn. Còn em nhá, hôm đấy nhá em về xong rồi em thì tính em thì kiểu OCD không tìm mình em sắp đồ sắp đạc, em cho vào vali, đầu tiên em cho một cái túi vì em nghĩ là cái túi sẽ tiện hơn, mà cho một cái túi xong thì em lại cảm giác là trời ơi nó không ok bởi vì túi nó không vừa, nên em đi lấy vali. Vali ra thì em xếp vào, nhưng mà này ít quá em cho thêm đồ, cho thêm đồ vào xong rồi em mang thêm một cái đôi bốt, rồi cũng có dùng đôi bốt đi đâu đấy. Xong rồi em mới bắt đầu lên giường em không ngủ được, thế em lên TikTok, em quay một chiếc clip TikTok, quay TikTok luôn một cách nhảm nhí. Em quay TikTok một cách nhảm nhí, mặc dù là mình hôm ngày hôm trước đi quay, à ngày hôm sau đi quay đấy, xong rồi đến 4 giờ em dậy, em qua thì em gặp anh Nam, anh ngồi bên cạnh, anh Nam hỏi em câu em có ngủ được không, em biết trả lời không, ngủ à có nhưng không có, ngủ nhưng không ngủ, thật sự không hiểu được bạn em ngủ như nào chưa. Em ngủ 30 phút, cái lúc mà anh ngủ thì em ngủ lúc mình vô mình thấy Dương ôm mình không nỡ nó thức dậy. Hi. How do you feel today? Feeling so good. Happy? Really, really happy. Yes. Em xoay cái này. What? Xoay tay ra. Này. Dán lông mi à? Mí của em ấy. Mí giả đúng không? Ừ, giữ kỷ niệm nha. Thôi. Chúc may mắn. Thôi. Welcome everybody to the show tonight. It's a beautiful night, ain't it? So, C-O-D, you on the mic. Hey yo, em đừng đi đâu. Anh sẽ đi tìm em như là đi tìm Nemo. Không phải Marlin, không ai quên như Dory. You can call me Cody, yeah, will you follow me? Chỉ cần ta cần nhau thì em cứ gọi.